Ơi, dạ con đang chơi cái gì vậy? Dạ con đang tìm trứng trong nhà mẹ. Trứng khủng long ở đâu mà con tìm? Bữa cho hái trứng trong chị bỏ xuống đây. À, bây giờ con tìm lên đúng không? Dạ. À, con tìm lên đi. Dạ. Con bắt lên. Trứng mẹ hái trứng khủng long nha mẹ. À, con thích bắt lên như vậy chứ mẹ mình mới thấy được trứng khủng long. Mẹ đã cửa chiếu nha. Từ cách cái chiếu cũng ra mày. Ai có chiếu cái gì mẹ ơi? Nè đã mẹ ơi. Để tụi đem rửa tay nha mẹ. Trong này đó này không trăm rồi. Tụi mở ra nha. Ui. Nó chứ không ra mày. Trời không trăm con luôn. Rồi, xong. Trứng khủng long này để mở ăn con. Nó nghe. Mình cứ nghe cho ngại. Ba thì khủng long quá. Tụi đem đi nhà chơi đó mẹ. Ờ, con rửa sạch rồi con đem đi nhà chơi nha. Dạ. Rồi mẹ. Đi nhà hả mẹ. Dạ, mình đi nhà nha. Dạ.